Xin chào các bạn. Hôm nay là một buổi chiên linh cứu hộ trong cái thời gian là giãn cách xã hội do dịch Covid, nên là bên mình đã làm cái video này để có thể chiên linh cho mọi người về an toàn cứu hộ thang máy, và cho những người dân mà hay đi lại trong các tòa nhà chung cư, thì bây giờ các tòa nhà chung cư bây giờ rất là nhiều. Đùa nghịch hoặc là mang đồ cháy nổ và chở hàng công kênh thì rất là nguy hiểm cho cả người sử dụng lẫn thang máy của tòa nhà. Đặc biệt là gần đây cũng có nhiều vụ thang máy gây tai nạn, kể cả thang cuốn. Nên là cái video này cũng là cái tài liệu mà để chiên linh cho các nhân viên kỹ thuật của tòa nhà trong mùa Covid, vì ít khi không thể nào mà tập hợp mọi người cùng chung một phòng để đào tạo được, vì tránh cho Covid lây lan cho mọi người. Thì hôm nay anh Tuấn bên thang máy sẽ đại diện bên kỹ thuật thang máy sẽ giới thiệu và hướng dẫn cái quy trình an toàn cứu hộ, và sẽ đi kiểm tra các cái trên nóc thang, trên giếng thang, và hướng dẫn cách an toàn cho người cứu hộ và lẫn cái nhân viên cứu hộ. Đó, bây giờ anh sẽ giới thiệu. Trước khi cứu hộ thang máy, xác định là cứu hộ thang máy thì là mình phải có đồng bộ ở giữa kỹ thuật tòa nhà và bảo vệ, các bộ phận khác. Thì trước hết muốn cứu hộ được thang máy thì việc đầu tiên là chúng ta phải bình tĩnh. Chúng ta bình tĩnh thì chúng ta mới làm cho khách hàng ở trong thang bình tĩnh được. Bảo vệ sẽ liên lạc với lại khách trong kẻ trong thang là chúng tôi đang tiến hành cứu hộ cho các bạn, và các bạn bình tĩnh đứng người vào phía sát phía sau cửa thang, tránh cửa thang để thang khi một cứu hộ nó không bị xảy ra tai nạn đáng tiếc. Trước khi cứu hộ thì chúng ta phải xác định được thang đang ở tầng bao nhiêu. Hiện giờ chúng ta đang có cái thang L1 đang đứng ở trên tầng 3, và xác định là có kẹt nhân viên trong thang. Các bạn vào xem ở kênh chia sẻ kiến thức, hãy kích vào nút đăng ký để cập nhật những bài mới nhất, và bật chuông thông báo để mỗi khi có một bài chia sẻ mới thì sẽ báo cho các bạn để các bạn cập nhật. Xác định được ngày trong thang rồi, trước hết ta phải mắc cái nguồn điện để cho ta không thể di chuyển bất ngờ. Sau đó tiến hành khóa cách ly của cái automat cổng để cho chắc chắn là không có ai bật lên trong lúc mình đang làm việc. Đấy, các bạn đã nhìn thấy nhá, là cần phải khóa cái áp cấp nguồn cho cái thang máy đó, để tránh trường hợp là đang cứu hộ thì đó, thang có thể bị chạy, hoặc là người khác, nhân viên ở đâu đến, nhân viên kỹ thuật không biết là thang này đang được cứu hộ mà bật nguồn điện bất ngờ, thì sẽ mất an toàn cho cả nhân viên cứu hộ và khách. Đó, và có chìa khóa này, cất đi này, và có thẻ cảnh báo đàng hoàng. Có thẻ phải có ghi tên, có ghi tên và ngày. Tiến hành cứu hộ bằng tay để đưa thang lên tầng 4. Bây giờ hiện là thang không bằng tầng, nên là buộc chúng ta phải cứu hộ bằng tay để đưa thang lên tầng 4.
Như các bạn thấy là hiện tại thang đang lỗ đỗ lệch tầng này. Ở trên này là cái vạch báo ở trên trên vạch báo cố định trên lưới. Và trên cái cáp này là vạch sơn đang ở đây. Khi nào mà hai vạch phải bằng nhau thì nó tầng của thang mới bằng với cả sàn của tòa nhà. Đó thì bây giờ bắt đầu tiến hành là phải vần cho nó bằng tầng thì mới mở được cửa thang thì người ở trong mới ra được. Bây giờ đi xuống dưới xem anh, thế là vần luôn. Bây giờ thang đang ở giữa tầng 3. Bây giờ thang đang ở giữa tầng 3, tầng 4 rồi, bây giờ ta đi xuống để xem là nó lệch tầng như nào. Khóa. Bây giờ đi xuống cái tầng lệch. Trong điều kiện bình thường mà cứu hộ ấy thì bao gồm là sẽ phải có hai người ở trên buồng thang như lúc nãy, và có hai người nữa ở dưới cái tầng mà nhân viên mà bị mắc kẹt, người bị mắc kẹt, để hai nhóm đấy sẽ liên lạc với nhau và thấy rằng là phối hợp với nhau không có là sẽ dẫn đến là một trường hợp là cứ mở cửa mà đằng là lại vần thang cho chạy thì sẽ gây tai nạn. Đó, bây giờ ta đã đi xuống đến cái tầng mà bị kẹt. Như các bạn thấy là đã tắt điện này, thang không còn này. Nhân viên kỹ thuật là phải có chìa khóa để mở cửa thang. Đây, hiện giờ là thang đang lửng lơ giữa hai tầng. Không rõ được anh ạ. Không rõ được. Đây các bạn thấy, tầng đang lệch nhá. Cái sàn màu trắng đang trắng vì cái cửa thang không được hé nhiều, mất an toàn. Đó, so với cái sàn thang máy này, so với sàn của tòa nhà gạch màu nâu này, là nó bị lệch nhau nhá. Đó, mà mở cửa ra thì cũng mất an toàn. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành đi trở lại buồng thang máy để tiến hành vần thang cứu hộ. Khi mà vần xong rồi thì ta mới xuống và mới mở cửa tầng để mở cửa thang để cứu người bên trong. Thì do là dịch Covid nên là hạn chế tập trung đông để chiến ninh, nên là quay cái video này để có thể làm tư liệu và chiến ninh từ xa cho các nhân viên của tòa nhà. Còn trong điều kiện bình thường thì sẽ phải có đông đủ các bộ phận liên quan để tiến hành chiến ninh. Đây là thang máy, động cơ của thang máy. Đây là nắp của động cơ. Anh nói to. Đây là nắp của động cơ. Ta tháo nắp động cơ ra, đưa vô lăng cứu hộ vào. Đảm bảo là khi mình xong việc mình luôn rút nó ra khỏi cần phanh, luôn rút ra để khỏi quên cái cần phanh ở đó. Khi mình mà quên cái cần cảm thán này ấy, thì là nhiều cái phanh hoạt động không có kiểm soát được. Bình thường thì sẽ có một người nhả phanh và người vần vô lăng này luôn để đồng thời và đứng theo dõi cái vạch sơn kia để báo cho người còn lại. Nhưng mà đây trong điều kiện là thiếu người nên là một người có thể làm, và tôi sẽ đứng quan sát và tôi sẽ báo khi mà thang bằng tầng, là cái vạch sơn nó bằng tầng. Vậy một tay của anh ấy sẽ phải nhả phanh và một tay hãm cho từ từ cho thang chạy không quá nhanh. Trong lúc đó thì sẽ phải có một vài người trong nhóm là sẽ phải đứng trấn an, gọi điện vào trong thang để trấn an người trong thang để cho họ không hoảng sợ.
Đó, các bạn sẽ chú ý là khi nào mà ở cái vạch sơn ở trên cáp ấy, trùng cái vạch sơn kia có nghĩa là sàn trong thang máy sẽ bằng với tầng của tòa nhà, thì gọi là bằng tầng. Sau đó thì cái đội ở trên buồng thang này mới thông báo cho đội dưới kia, thì đội dưới kia mới được phép mở cửa thang, tránh tình trạng là trên này vừa vần cho thang chạy, tránh tình trạng là một người vần và một người vẫn mở cửa tầng thì gây mất an toàn. Đó, các bạn thấy bây giờ là hai vạch sơn là đang trùng nhau này. Cái kia vạch kia nó hơi mờ một chút, sẽ phải sau đây sẽ phải sơn lại vì cho trong quá trình chạy nó sẽ mòn. Thì bây giờ là hai vạch đã bằng nhau, vì vậy là tầng dưới kia đã bằng, thì đội trên này sẽ gọi xuống dưới kia phối hợp để mở cửa tầng, và trên này sẽ không cho thang chạy. Đó, bây giờ là sẽ phải rút, sau khi mà tầng bằng phải rút cái vô lăng này ra cho an toàn, tránh trường hợp mà khi mà quên cho thang chạy lại để đây nó rất là nguy hiểm. Đó, và đây lắp đầu trục lại, ta sẽ treo lại cần phanh và vô lăng vào chỗ cũ. Đó, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành đi xuống cái tầng 4 để mở cửa cứu người. Thì bây giờ là đối trọng của thang thì luôn luôn nặng hơn cabin nếu mà không có nhiều người. Nên là khi vần ấy thì là cabin sẽ có chiều hướng đi lên, mà lúc nãy thì nó nằm ở giữa tầng 3, tầng 4 nên là thang sẽ đi lên trên tầng 4. Thì ta phải có nhóm thứ hai là sẽ phải chờ ở tầng trên. Ở phòng mà có tủ điều khiển của thang máy thì sẽ có người trấn an cái người mà đang bị mắc kẹt trong thang. Vì trong trường hợp này nhiều khi mà ta cứu hộ ấy, có thể tắt điện các thứ, có thể là mất cả nguồn trong đèn trong thang luôn. Và không báo được rõ số tầng. Đó, nên là sẽ nhiều khi vần thang mà không kiểm soát sẽ không biết được nó ở tầng nào để mà cứu, lại cứ phải đi mò, thì trong lúc đấy rất là bất cập. Đó, bây giờ ta đã đến tầng 4. Khi thang bằng tầng thì hãng này là cửa thang sẽ tự hé ra một chút, không phải dùng chìa khóa, và không cần dùng chìa khóa. Chìa khóa ở trong trường service đâu. Đó, thì lúc này người trong thang cứ bình tĩnh chờ, làm sao nhỉ, chờ là cửa mở, có người cứu hộ mở ra an toàn thì mới đi ra các bạn nhá, tránh trường hợp mà chưa an toàn mà đã bước ra nguy hiểm, vì chờ trong thang lâu thì đã lâu rồi. Đó, nên là cứ từ từ thôi, theo sự hướng dẫn của bên những người cứu hộ. Đó, khi mọi người ra hết chúng ta đóng cửa lại, khi ra hết thì đóng cửa lại, đặt biển cảnh báo, và đồng thời bên tòa nhà sẽ gọi cho bên thang máy đến để xử lý cái sự cố kẹt thang. Bạn nhớ kích vào đăng ký, sau đó bật chuông để thông báo. Khi kết thúc quá trình cứu hộ thì vẫn để nguyên này để chờ bên thang máy đến, bên kỹ thuật thang máy đến để kiểm tra khắc phục sự cố. Đó. Thì đây là buổi hướng dẫn, nên là coi như đây đã kết thúc quá trình cứu hộ và đã mở để cho thang hoạt động trở lại. Sau đây thì kết hợp với bên thang máy là sẽ đi kiểm tra trên lóc thang máy. Để kiểm tra phần kỹ thuật trong giếng thang. Thì thang bây giờ đã trở lại hoạt động bình thường, đã được đóng điện lại cho mọi người đi. Bây giờ thì mình sẽ vào
trên nóc ca và đáy hố thang để đi kiểm tra cùng với bên thang máy. Thì bây giờ thang đã đưa về chế độ vận hành bằng tay. Còn nó đã bình thường rồi. Nóc màn. Nhưng mà xong anh cần phải vào lóc anh ấy mà. Anh vào nóc ca rồi anh thì sẽ đưa thang ở trên nóc thang điều khiển về chế độ bằng tay để có thể điều khiển ở trên đó chứ không bị tác động bởi cái người ở bên ngoài thang. Thì cái phần chân linh cứu hộ đã xong, bây giờ sang phần 2 là phần chân linh kỹ thuật và kết hợp với cả kiểm tra theo trên lóc hang. Cho đi hết đã không anh? Anh cho xuống tầng 4 rồi đúng không? Thì khi mở cửa thang thì chỉ mở, tức là khi mở cửa thang thì mình sẽ hé cái cửa ra như này thôi, đứng xa cửa, hé ra một chút để mình sẽ xác định xem thang ở khu vị trí nào mình có thể sử dụng được không, có thể vào được nóc ca hay không. Hé ra. Sau đó đây người nhìn nhé, có sẵn cái tầng. Hé ra này. Sau đó mở hẳn cửa, khi mà xác định nóc cao và sàn tầng gần bằng nhau như thế này là rất tốt. Để chặn cửa tầng này. Sẽ khóa cửa tầng. Ấn nút top trong lóc ca thang. Bật đèn. Ấn nút top để cho nó thang không di chuyển. Thang không hoạt động theo các cái nút bấm ở các tầng bên ngoài. Chỉ có nhân viên thang máy lúc này mới điều khiển thang thôi. Đóng cửa. Đóng cửa lại. Vòng cuộc gọi. Thang không di chuyển. Thử một cuộc gọi. Gọi tầng. Và thang vẫn không di chuyển. Để đảm bảo rằng là thang đang dừng. Thang đi đâu rồi đấy ạ? À? Vâng, anh đi. Sau đó mới tiến hành. Mở cửa. Mở cửa thang. Mở cửa tầng. Chặn cửa tầng lại. Chuyển nút hoạt động bằng tay. Chuyển nút hoạt động bằng tay. Nhả nút stop. Nhả nút stop. Để chắc chắn là nút cái hoạt động bằng tay của mình nó hoạt động tốt. Để chắc chắn hoạt động bằng tay là hoạt động tốt. Đóng cửa. Lại làm một cuộc gọi ngoài. Lại kiểm tra một cuộc gọi ngoài trực tiếp. Sau 20 giây không thấy thang hoạt động. Sau 20 giây không thấy thang hoạt động thì ta mới tiến hành lại mở cửa. Đó các bạn thấy không? Khi mà gọi thì cái thang bên kia sẽ lên à. Đó và thang này vẫn đứng im này. Tiếp tục chặn cửa tầng lại. Ấn nút stop. Sau đó vào lóc ca. Sau đó mới đi vào lóc ca. Bỏ chặn cửa tầng. Và bỏ chặn cửa tầng. Được rồi, em vào được chưa? Đó, bây giờ mới bỏ chặn cửa tầng để cho người ngoài không thể nào mà để thang có thể di chuyển được và đồng thời người ngoài không bị ngã. Đó, các bạn nhìn thấy trong hố thang không? Đây là các thanh dây này. Cái này trong các phim hành động nhá thì là có khi dàn dựng nhá, nhưng đây là thật nhá.
thật hoàn toàn nhá. Đây là cửa tầng này, cửa tầng và cửa của cabin là hoàn toàn khác nhau nhá các bạn nhá. Có hai loại cửa. Khi mà cửa tầng trùng với cửa của cabin thang máy thì mới mở được. Bây giờ nhả nút stop. Ấn một chiều một cuộc gọi xuống để xác định là và ấn stop không ạ? Ấn cuộc gọi xuống, ấn stop, thang dừng. Kiểm tra nút inversion ở trên nóc ga ấy. Ấn cuộc gọi lên. Ấn stop, dừng. Cắt ghép. Thang nút stop à? Nhả nút stop. Nhả nút stop. Bao giờ có một cuộc gọi xuống để xem thang hoạt động không? Thang đang chạy, ấn nút stop, thang dừng. Nhả tay ra. Nhả nút stop ra. Ấn một cuộc gọi lên, kiểm tra nút inversion thế nào. Thang đang chạy, ấn stop, thang dừng. Xong. Xong. Bây giờ người ta có thể bắt đầu kiểm tra các cái cửa, các cái thiết bị mà mình được kiểm tra. Sẽ chạy thang lên nhé. Vâng. Thì khi thang hoạt động thì nếu như có hai người trên cùng trên làm việc trên nóc ga thì phải hô rõ chiều lên xuống và thống nhất với nhau để hô rõ chiều lên xuống thang đi lên. Cần phải hô rõ khi mà có hai người cùng làm việc với nhau trên nóc thang, phải hô rõ để cùng biết là thang chiều lên chiều xuống để có thể tránh trường hợp giật mình và ngã. Đó, đây là thang vừa đi lên, đang tiến hành kiểm tra các cái tiếp điểm của đây. Tiếp điểm của cửa. Kiểm tra bụi bẩn. Kiểm tra hoạt động của hệ thống cửa. Bụi bẩn và hệ anh là to chút thì nó vào. Kiểm tra hoạt động của hệ thống cửa. Các cái dây đối trọng cửa có sơ mòn không ạ? Tiếp điểm cửa có hoạt động tốt không ạ? Đấy, các dây đối trọng cửa ấy, để kiểm tra xem nó lâu ngày nó chạy nó có bị sơ mòn không. Đó. Thì trong này là có một quả sắt lặng để nó kéo cửa để cửa mở tự động. Đó. Đây là thang cổ nó mới có cái này chứ bây giờ người ta dùng lò xo rồi. Đó. Thang này từ năm 96 cơ. Rồi. Thì trong lóc thang này là có các cái lan can các bạn nhá. Đó. Nhưng mà đứng thì vẫn lên là phải tóm vào và chú ý phối hợp với người điều khiển để tránh bị giật mình. Đó. Bây giờ đi tiếp đâu anh? Bây giờ ta chạy xuống này. Cái này trong các cái phim ấy anh thì nó có cái cửa để mở để chui lên giống như phim cửa thoát hiểm này. Cửa thoát hiểm là mở ra để chui lên đúng không? Ừ. Nhưng mà nếu mà bình thường mà trong thang không có gì đứng trèo lên khó. Người thường không thể mở được. Người thường không quá mở. Đấy. Thì cái này chỉ cho trường hợp cứu hộ thôi nhỉ? Ừ. Mà khi đã mở rồi có phải có cái công tắc này là nó sẽ ấy lại không anh? Đây là hệ thống đối trọng các bạn này. Khi mà thang trong cabin mà không có người thì cái hệ thống đối trọng này nó sẽ nặng hơn ca và khi ta cứu hộ ấy thì thang luôn luôn có xu hướng là đi lên, cabin đi lên và đối trọng đi xuống. Đó, đây là tầng 3 rồi đúng không ấy? Đó, thế bây giờ xong rồi đi xuống rồi đúng không? Đi xuống đáy á, đáy hố. Có xuống đáy hố không? Có xuống. Hố chưa quét. Thế thôi. Đó, thì đây như là trong phim luôn. Nhưng mà trong phim mà lên đây chắc chỉ chui ra cửa tầng thôi. Đó, đây là thực tế 100% không phải đạo diễn từ Hollywood các bạn nhá. Trong phim thì có thể là nó dùng trong phim là nó dùng ấy các bạn nhá, dùng kỹ xảo điện ảnh nhá. Và có trường quay nhá. Đó.
Thì bây giờ đã kết thúc cái buổi kiểm tra và hướng dẫn cứu hộ. Thì những cái người mà anh cứ tiến hành ý. Những cái người mà dân bình thường, bây giờ tòa nhà thang máy rất là nhiều, thì những người dân bình thường ấy thì khi ra vào thang máy cần dứt khoát, đặc biệt là gần đây nhiều trẻ em đã bị kẹt tay ở khe cửa vì khe cửa có thể nó hơi rộng. Đó. Đây là video này cũng rất là hiếm hoi nhá, do Covid nên là mới quay lại để chiên linh cho mọi người. Chiên linh từ xa, không tụ tập đông người nhá. Và rất là thực tế. Cái phần này là phần chỉ chủ yếu là đi kiểm tra cùng bên thang máy về thiết bị an toàn sạch sẽ trong thang thôi, trong lóc thang thôi. Còn phần cứu hộ an toàn thì mà cho nhân viên của tòa nhà. Đó, bây giờ đi ra.